Rồi, ok anh em, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em làm một cái lo vi tính nha anh em. Từ những cái đồ phế liệu dây chai đồ ha. Thì đầu tiên mình có một cái jack 3.5 nè anh em. Thì là cái jack 3.5 loại 4 4 nấc nha. Loại này là loại dùng cho điện thoại anh em. Thì lo vi tính anh em vẫn có thể sử dụng cái loại jack 4 nấc này được nha. Anh em có thể sử dụng jack 3 nấc cũng được. Nếu có jack 3 nấc thì jack 4 nấc thì nó sẽ cho ra là bốn cái đầu dây. Còn jack 3 nấc thì nó cho ra ba đầu dây, thì bốn đầu dây hoặc ba đầu dây thì cũng không phải là quan trọng. Quan trọng là chúng ta chỉ cần xác định được dây nào là dây chung, dây nào là bên trái và dây nào là bên phải anh em. Thì ở đây mình có một cái đồng hồ đo thông mạch nè anh em. Nó đồng hồ đo thông mạch thì cái đồng hồ này đơn giản khi mà chúng ta thông mạch đó, khi mà cho nó đo và cho nó thông mạch đó, thì nó sẽ kêu bíp 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 anh em. Đó thì từ cái đó thì mình sẽ tiến hành đo thông mạch để mình tìm ra được dây nào là dây chung mà dây nào là dây bên trái, dây nào là dây bên phải để mình làm cho cái lo hết anh em. Nó thì mình chấm nhận nè, mình chấm nhận mình đo thử nó, mình đo từng dây từng dây từng dây để mình xác định. Đầu tiên mình sẽ xác định cái dây này là gọi là dây chung hết anh em. Mình sẽ xác định dây chung trước đó, mình xác định dây chung trước. Rồi tiếp theo mình tìm dây bên trái. Dây bên trái hoặc là bên phải thì bên trái và bên phải thì nó có nghịch nhau thì cũng không sao hết anh em. Quan trọng mình chỉ cần xác định được dây chung ha. Và thường dây chung á là cái dây nằm ở hai cái nấc đầu tiên, tính từ cái chui ha, tính từ cái chỗ mình cầm á, là hai cái nấc đầu tiên sẽ là dây chung, tiếp theo sẽ là dây bên trái, và cái đầu ở ngoài cùng luôn, cái đầu nhọn ở ngoài cùng sẽ là bên phải ha anh em. Tín hiệu bên trái và tín bên phải đó ha anh em. Đó thì anh em cứ đo đo từ từ ha, để mình xác định được cái dây nào là dây trái, dây nào dây phải, dây nào dây chung ha. Rồi ok, sau khi mà anh em đã biết được dây trái dây phải chung rồi á, thì anh em cần thêm một cái mạch khuếch đại ha anh em. Thì anh em cần phải có một cái mạch khuếch đại để khuếch đại tín hiệu âm thanh gia lo hết anh em. Thì đây là mạch khuếch đại của mình hết anh em. Mạch khuếch đại này mình mua với giá là khoảng 20k ha. Đây là mạch khuếch đại đây là mạch khuếch đại sử dụng IC thuật toán ha anh em. Tên của mạch khuếch đại mình sẽ để trên hình, để dưới link mô tả để cho anh em tìm kiếm ha anh em. Đó, IC này rất là đơn giản, chỉ cần cấp nguồn 5V vào nó, cấp tín hiệu cho nó là nó có thể phát ra âm thanh nghe lo nha anh em, không cần phải làm gì cả nha anh em, rất là đơn giản luôn. Mạch khuếch đại này thì giá nó cũng khá là rẻ và công suất đầu ra của nó cũng rất là lớn. Nó sử dụng nguồn điện áp 5V từ cổng USB, nó quá tiện lợi luôn. Rồi ở đây mình có một vài cái lo vi tính cũ hư nè anh em. Nó đây là những cái lo vi tính cũ hư, lo Bluetooth này nọ rồi đó, những cái lo dây chai, ra những cái hàng dây chai chúng ta rất là dễ kiếm hết anh em. Rồi ok, mình sẽ tiến hành mình hàng đấu nối lại. Cái mạch thì nó rất là đơn giản, nó chỉ có input âm thanh đầu vào đó. Nó anh em thấy là input ba chân này, một chân chung, hai một chân trái, một chân bên phải, có nghĩa là một kênh bên trái, kênh bên phải. Rồi ok anh em, ở đây mình có một sợi dây USB này hết anh em. Bây giờ mình sẽ xác định chân nào là chân 5V, chân nào là chân mass để cấp nguồn cho cái mạch ha anh em. Thì cái dây USB này mình sẽ sử dụng một cái cục sạc dự phòng nè, mình cắm vô, sau đó mình dùng đồng hồ đo để mình xác định được cái dây nào là dây nguồn ha. Mình chỉ lấy dây nguồn thôi, mình không có lấy thêm dây gì khác nha, chỉ lấy nguồn thôi. Đây là dây cấp nguồn, đó từ cổng USB. Chúng ta sẽ không cần hai cái dây tín hiệu data ha, chúng ta chỉ cần đo lấy được nguồn. Và thường thường anh em thấy nè, thì đó, nó sẽ có phân biệt bằng màu á, cái màu đỏ và màu đen á, thì khoảng 90% nó là dây cấp nguồn hết anh em. Nó chúng ta chỉ cần dí cái que đo vào là chúng ta xác định được nó là dây nguồn hết anh em, rất là đơn giản. Nhưng mà có một số loại dây á, nó không có cái màu đỏ với màu đen á, thì buộc chúng ta phải dùng đồng hồ đo ha. Thì nếu mà chúng ta cấp nguồn sai á, thì có thể dẫn đến hỏng cái mạch khuếch đại ha, cái mạch IC ban nãy á. Nếu mà anh em có nguồn sai có thể nó làm hỏng cái mạch đó đó. Vì vậy anh em cũng phải cẩn thận nha, anh em phải đo đạc cho kỹ lưỡng trước khi chúng ta tiến hành hàn vào mạch nha anh em. Ok, và bây giờ mình sẽ tiến hành hàn đấu nối nhỏ nha anh em.
Đầu tiên á, thì mình sẽ hàn cái dây cấp nguồn trước cho mạch ha anh em. Thì mình sẽ hàn dây mát, dây dương vào cái ký hiệu ở trên cái mạch điện á. Trên cái mạch điện nó sẽ kéo chỗ ký hiệu là 5V và mát. Thì anh em chỉ việc đơn giản là hàn hai cái đầu dây đó vào thôi. Cái mạch này nói chung á, nó rất là đơn giản luôn. Nó có ký hiệu sẵn trên mạch hết, từ chỗ nào là dây nguồn, rồi chỗ nào là dây tín hiệu, rồi chỗ nào là dây ra loa luôn hết anh em. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành hàn cái dây nguồn vào trước nha. Rồi ok anh em, mình đã hàn xong rồi nè hết anh em. Đó, cái mạch nó đơn giản vậy thôi, nó có điểm đó để mình hàn vào, nó rất là đơn giản nha. Rồi tiếp theo mình sẽ tiến hành hàn dây tín hiệu đầu vào ha anh em. Mình sẽ hàn cái dây 3.5 ban nãy đó. Sau khi mình đã đo, mình xác định được dây nào là dây match, dây nào là dây trái, dây nào là dây phải, thì mình tiến hành hàn vào những cái vị trí tương ứng trên cái mạch điện ha anh em. Đó, đầu tiên thì mình sẽ xi một ít chì lên trên cái đầu dây trước, sau đó mình sẽ tiến hành hàn vào ha anh em. Rồi ok anh em, thì mình đã hàn xong rồi ha anh em. Chúng ta đã có được dây tín hiệu, dây cấp nguồn, và mình cũng có hàn sẵn hai dây để ra lo luôn ha anh em. Mình đã có hàn sẵn hai đầu dây ra lo luôn rồi ha. Thì hai cái đầu dây ra loa này mình sẽ tiến hành hàn vào trong cái loa luôn ha anh em. Đơn giản thôi, cũng có gì khó chứ. Mình chỉ việc hàn vào lo, vào hai cái đầu dây lo, không cần phân biệt cộng trừ gì đâu nha. Cứ hàn đại vào thôi là nó ra tiếng ha anh em. Quan trọng là cái lo của anh em quan trọng là cái lo của anh em nó còn hoạt động tốt là được ha anh em. Ở đây mình có cái củ lo của thằng lo này là cái lo mình tháo trong cái lo bluetooth nha anh em. Đó, cái lo này thì do là cái lo bluetooth nó bị hư rồi á, cho nên là mình lấy hai cái lo lại để mình làm thành cái lo vi tính nha anh em. Thì là cái lo này chỉ là cái lo trần thôi, nó không có hộp nha. Thì cái hộp á, anh em có thể đóng cái hộp sau ha, hoặc là để lo trần thì nó cũng vẫn hát ok ha anh em. Rồi ok anh em, bây giờ mình sẽ tiến hành cắm vào trong cái máy tính PC của mình để mình test thử anh em. Thì anh em phải cắm dây tín hiệu vào trước ha. Anh em phải cắm dây tín hiệu vào trước, sau đó mới cắm dây nguồn vào nha. Nếu không á, anh em mà cắm ngược á, tức nghĩa là cắm nguồn trước sau đó cắm tín hiệu sau á, nó sẽ tạo ra cái tiếng bụp bụp sẹt sẹt á, có thể làm hỏng loa hoặc là làm cháy cái mạch khuếch đại của chúng ta ha. Hoặc có thể là làm sập nguồn máy tính nha anh em. Nên anh em lưu ý là phải cắm dây tín hiệu trước rồi mới cắm dây nguồn vào sau nha. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ vào YouTube mở một cái bài hát để test thử cái loa anh em. Thì có thể trong video á, âm lượng của cái loa nó quá lớn á, cho nên là cái máy quay nó thu là cái tiếng nó bị bể anh em. Chứ thực tế ở bên ngoài á, thì chất lượng âm thanh nghe rất là phê nha, rất là lực, nghe rất là mạnh nha. Đặc khuếch đại của chúng ta tuy là nó nhỏ gọn như vậy đó, nhưng mà cái khả năng nó khuếch đại lên âm thanh nó rất là lớn nha anh em, rất là ok nha.